cũng bắt đầu cũng mở cho nên cũng căng cũng nghe liền cái thể còn vừa tức là cái tinh thể cholesterol cái lượng máu thì trên cái sơ đồ sinh lý bệnh hồi nãy mình nhớ là giảm đạm máu dưới 60 gram trên lít, giảm 20 ml máu dưới 30 gram trên lít. Nếu em điện chi đạm máu thì thấy thành phần alpha 2 bilirubin tăng, gamma bilirubin giảm hoặc bình thường. Lipid máu thì tăng, phải không? Hồi nãy mình học rồi. Chức năng thận thì thường bình thường trong giai đoạn đầu. Nhưng mà có thể có những cái trường hợp ví dụ sản xuất tối thiểu thôi nhưng mà nó bị giảm thể tích trong động mạch quá sẽ dẫn đến giảm thứ máu thận và nó sẽ suy thận chức năng trong người đàn đầu. Tuy nhiên theo thời gian á, thì nếu mà mình không điều trị á, thì cái chức năng thận nó sẽ càng ngày càng tệ và sẽ suy thận, hoặc là những cái tăng thương mà không thể điều trị được á. Những cái tăng thương mà không thể điều trị được hoặc điều trị rất kém đáp ứng thì theo thời gian chúng sẽ suy thận, ví dụ như là tư giai tổn thận khu trú từ vùng. Về xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân, về chẩn đoán hội chứng thận hư khó hay dễ? Chẩn đoán được là hội chứng thận hư khó hay dễ? Dễ đúng không? Em chỉ cần là đạt hiệu trên 3.5 gram trên 24 giờ, albumin máu giảm, đạm máu giảm, cholesterol tăng, triglycerides tăng. Chị nói hội chứng thận hư. Tuy nhiên cái khó là chẩn đoán gì? Nguyên nhân. Mà bắt buộc em phải nhận nói nguyên nhân. Nếu em chẩn đoán hội chứng thận hư không mà chấm hết thì sao? Có điều trị được không? Không, tại đâu có biết chuyện cái gì đâu. Thì chẩn đoán nguyên nhân là quan trọng. Như vậy những cái xét nghiệm nào mình nói nguyên nhân thì trước tiên là mình phải loại trừ các cái nguyên nhân thử phát. Em loại trừ bằng trên lâm sàng trước là có những cái dấu hiệu tất nhiên phải thuộc cái bản nguyên nhân làm gì làm để thuộc bài những cái đó. Và tìm những cái dấu hiệu gợi ý những cái nguyên nhân đó, làm những cái xét nghiệm ví dụ như đường huyết để loại trừ bệnh đái tháo đường, xét nghiệm suy tầm bệnh tự miễn ví dụ như kháng thể cá nhân để tìm bệnh trụ cốt rõ hệ thống, cổ thể cũng để tìm trụ cốt rõ hệ thống chẳng hạn. Những cái xét nghiệm suy tầm nhiễm trùng ví dụ như là ISO mình học rồi là gì kiểm gì liên cầu trùng ha. HB, KG là tiền viêm gan HIV, HD, HCV viêm gan C hoặc là viêm HIV nữa ha. Những cái xét nghiệm quy tầm ung thư thì tùy theo cái gợi ý ở đâu mà mình sẽ đi tìm cái triệu chứng ung thư rồi đó. Mình sẽ làm cái văn phòng coi cái hình dáng thận nó còn đều mũi hai cái không, có trên dưới vỏ tủy có cỏ hay không, là kích thước thận còn bình thường hay không. Và cái cuối cùng là nếu như mà nó là nguyên phát thì thường thường mình sẽ dẫn tới cái chuyện này mình phải làm sinh tiết thận, cuối cùng là mình sẽ tìm cái biến chất của hội chứng thận hư thì nó gồm có hai nhóm, đó là biến chứng cấp và biến chứng mạng. Biến chứng cấp thứ nhất là suy thận cấp và bụi mạch, tức là vì nó giảm đến chất dịch trong động mạch cho đó tưới máu thận giảm nó sẽ dẫn đến suy thận cấp. Nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân dùng lợi tiểu quá nhiều, bệnh nhân uống thuốc nam, mà những cái thuốc nam thì hầu như chủ yếu nó có tính chất là lợi tiểu, bệnh nhân thậm chí uống những cái lá mã đề đá đông bắc gì đó để đi tiểu nhiều. Thì người ta thấy là thường thì người ta cho lợi tiểu, nhưng mà cái đó là không đúng, tại vì cái đó là không có chữa theo sinh lý bệnh mà chữa theo thấy gì thấy đó, thấy thường cho lợi tiểu không phải. Thì đôi khi tất nhiên cũng có trường hợp phải cho lợi tiểu, nó thường quá bệnh nhân khó thở, bệnh nhân khó chịu quá cũng cho lợi tiểu, nhưng mà cái việc cho lợi tiểu nó sẽ hết sức cân nhắc và cái liều thấp nhất nè có tác dụng. Bởi vì khi mà mình chuồn nhiều quá thì bệnh nhân đang giảm đến chất dịch trong phòng mạch, khi chuồn lợi tiểu nó thì giảm đến chất dịch trong phòng mạch và bệnh nhân sẽ bị suy thận cấp hoặc là trụy mạch, tức là có nhiều người vô cái giá đo không được giá còn không, rất là nhiều trường hợp, nhất là những trường hợp dùng lợi tiểu đến mức nam. Cái nguyên nhân thứ hai là tắc mạch, thì hồi nãy mình nói cái cục máu đông nó sẽ di chuyển trong dòng máu và nó đi tới chỗ nào thì hẹp quá thì nó sẽ tắc.
ví dụ một cái nguyên nhân thường gặp ha, thì ở đây em thấy nếu mà bị kiến tận hơn thông thường thì hai cái chân á, da nó phù như thế nào? Phù bằng nhau. Nó màu gì? Trắng. Phù mềm, phấn lợn, phấn cao. Đó là kiến tận hơn thông thường. Bây giờ tự nhiên cái chân này sao? Toàn hơn. Nó màu gì? Đỏ. À, màu đỏ. Mà thường này là đỏ tím á, đỏ kim về đỏ đậm màu tím á. Và chân rất là đau. Đau thì như vậy trong trường hợp này là bị tắc mạch rồi ha, tức là khi tắc tĩnh mạch phía dưới ở đây cái cục máu đông ha, cục máu đông nó hình thành nó kẽ cái lòng mạch ha, nên là khi tắc tĩnh mạch thì nếu mình khám mình thấy cái này là có biến chứng rồi thì lúc đó mình sẽ phải làm rất đơn mạch máu để tìm cái cục máu đông. Và nếu mà cái cục máu đông đó nó chạy lên thận ha, nó khi tắc tĩnh mạch thận ha, thì bệnh nhân sẽ bị suy thận cấp ha, thiếu máu, suy thận cấp. À, thường hay gặp trong những cái trường hợp bệnh tụ hình màng, khi bệnh tụ hình màng. À, cái cục máu đông đó mà nó chạy lên não thì nó sẽ gây tai biến mạch máu não. Ví dụ bệnh nhân bị nửa người, bệnh nhân nói đớ, bệnh nhân rút nghẹn, rút chặt gì đó được không? Và nếu nó chạy lên phổi thì sao? À, nó thuyên tắc phổi và nguy hiểm hơn ha. À, bệnh nhân sẽ ho ra máu, bệnh nhân suy hô hấp và thậm chí là tử vong, tử vong một cách đột ngột rất là nặng, thuyên tắc phổi. Cái biến chứng thứ ba là biến chứng nhiễm trùng. Và như nãy mình nói, bệnh nhân có sức đề kháng, có các cái kháng thể, có cái thành phần bổ thể, nên bệnh nhân rất dễ nhiễm trùng. Bệnh nhân có thể gặp tất cả các cái dạng nhiễm trùng, nhiễm chi vi giống như người bình thường của mình, mà nó có thể ở mức độ nặng hơn, có thể bị lao, có thể bị nhiễm nấm vân vân, tất cả các cái dạng nhiễm trùng, nhiễm chi vi, nhiễm nấm. Tuy nhiên có hai cái dạng mà hay gặp và hơi đặc biệt nữa của kiến tận hơn, đó là viêm mô tế bào và viêm phúc mạc hay khác. Cái này nếu mấy em đi lâm sàng thì cũng có hay gặp đó. Viêm mô tế bào đây một cái vùng da nó là sao? Nó bị đỏ lên đúng không? Viêm đỏ, nóng, hơi sào nóng, bệnh nhân rất là đau, muốn viêm viêm như cái vùng này vùng. Thì cái người bình thường, cái người bình thường không phải là kiến tận hơn mà muốn bị viêm mô tế bào á, thì sẽ phải có cái nọ bào, ví dụ cái giạc đinh, bị trùng nó theo cái lỗ đinh đó nó gây nhiễm trùng lên sưng tấy lên. Nhưng mà ở những người này á thì không có cái nọ bào, không có đạp đinh là gì hết. Và bệnh nhân diễn tiến rất là nhanh, có thể mấy em mới thấy sáng nó có chút vậy, chút chua nó lan lên tới đùi, tối á là lan lên tới bụng. Khi mà bệnh nhân một hai ngày sau bệnh nhân sốc nhiễm trùng, bệnh nhân chết, tử vong, bệnh nhân chết. Thì thường cái này cũng trị được nếu như mà chúng ta phát hiện sớm, thì tại sao không có mỏ vàng mà nó bị viêm mô tế bào? Thì người ta thấy khi mà bị phù nhiều quá thì dưới cái lớp môi dưới da này là chứa gì? Nước. Thì nước là một cái môi trường nhiễm trùng rất là dễ phát triển. Ngoài ra thì khi phù nhiều thì tế bào biểu mô biểu quỳ nó sẽ bị giãn rộng ra, các cái liên kết từ các tế bào giãn rộng ra, thậm chí là có nhiều người thấy nứt da ra luôn, chảy nước ra luôn, phải không? Thì cái đó là cái khe hở để cho mà vi trùng xâm nhập. Trên bề mặt da của chúng ta có rất nhiều vi trùng, không tin mấy em lấy tay mấy em phát mấy em coi cái tính hiển vi rất là nhiều vi trùng, và nó sẽ xâm nhập vào các cái khe hở, cộng với sức đề kháng của bệnh nhân kém thì như vậy chỉ vài con vi trùng nó sẽ nhanh chóng sinh sôi để nở và nó làm nặng. Thì những cái con vi trùng hay gặp trong bề mặt da đó là Staphylococcus và Staphylococcus. Thì mình biết như vậy để mình dùng kháng sinh, khi mình chưa có kết quả cấy thì mình sẽ dùng kháng sinh làm sao đủ quyến diệt hai cái con đó. Cái thứ hai là nhiễm trùng dịch bát. Thì mấy em đi ngoại chưa? Chưa đi ngoại. Khi nào em đi ngoại thì em sẽ học một cái bài gọi là viêm phúc mạc, viêm phúc mạc cứng phát, tức là ra bệnh nhân cũng dày dày, bệnh nhân cũng ruột thì sẽ cái chất tiết ở trong lòng dày dày ruột thì đó nó sẽ làm nhiễm trùng phúc mạc, phải không? Còn những cái người này sẽ không có cũng dày dày, không có bệnh trùng giả, nhưng mà cái triệu chứng y chang ha, tức là bệnh đau bụng dữ dội, bệnh nhân có bệnh chứng nhiễm trùng, bệnh nhân sốt cao, bệnh nhân khám thì có đề kháng phúc mạc vân vân, nhưng mà không có nguyên
nhân, tức là không có thấy những luật nhẹ nhàng cho người ta gọi là thiên phức tạp nguyên phép. Lý do tại sao thì người ta thấy là trong bụng của bệnh nhân có gì? Nước, đúng không? Bệnh quán là nhiều. Tương tự hồi nãy tinh trùng rất là dễ phát triển. Và tinh trùng như vậy thì cái thành luồng nó cùng về các cái tế bào biểu mô thành luồng nó cũng sẽ giãn ra ha, và các cái tinh trùng nó từ một lần luôn nó sẽ qua các cái khe hở đó để đi ra ngoài thành phạt và nó nhanh chóng nhân đôi lên để mà gây viêm thành phạt. Và các cái nguyên nhân thường là Streptococcus pneumoniae hoặc Staphylococcus, đôi khi có thể là vi khuẩn răng hàm đường ruột ha. Nhất là trên cái bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch để điều trị hội chứng bệnh thư. Rồi về biến chứng mạng, tức là những biến chứng lâu dài thì về tim mạch bệnh nhân có thể tăng huyết áp, cộng với cái tình trạng cholesterol máu cao thì bệnh nhân có thể sơ vữa động mạch, bệnh nhân có thể bị nhồi máu cơ tim, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não do sơ vữa động mạch. Về lâu về dài nếu mà không có điều trị được hoặc là bệnh nhân không được trị thì chẳng hạn như các cái tế bào, các cái cầu thận nó sẽ hư mẫn dần dần ha, mất các cái nephron thì dẫn tới suy thận ha, và khi mà mất hết thì bệnh nhân sẽ suy thận giai đoạn cuối nên là chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân mất albumin, mất các cái thành phần dinh dưỡng, các cái protein vận chuyển các cái chất dinh dưỡng ha, bệnh nhân sẽ suy dinh dưỡng. Và các có đề kiểm soát khác như là giảm canxi máu, thiếu máu thiếu sắt vân vân, mình đã nói rồi. Về tiên lượng của bệnh thì nó rất là phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, tùy thuộc vào các cơ thể của bệnh. Ví dụ như các bệnh tối thiểu mình biết là nhẹ, điều trị chắc chắn khỏi, không có bị suy thận. Nếu tôi làm tới giai đoạn thành phố tuần rồi thì điều trị rất là khó, kém đáp ứng, dễ bị suy thận chẳng hạn. Phụ thuộc vào cái nguyên nhân gây hội chứng thận hư, ví dụ do ung thư mà cái ung thư đó còn sớm, còn cắt bỏ được và phát triển nó tiên đi thì hội chứng thận hư cũng hết. Cái ung thư đó nặng rồi, ung thư có điều trị không được thì cái hội chứng thận hư cũng không hết, không cách nào hết cả. Do ung thư HPV, nếu như gan đó mình dùng thuốc diệt virus mình điều trị được thì sao? Thì biến tận thư cũng hết theo thì tùy thuộc vào nguyên nhân mà mình dễ có cái lượng tương ứng. Tùy thuộc vào mức độ tiểu đạm, tức là tiểu đạm càng nhiều thì tất nhiên càng xấu. Bệnh nhân huyết áp cao hoặc là sinh học ngay từ đầu thì nó sẽ xấu hơn. Các còn phụ thuộc vào các biến chứng và tác dụng phụ của thuốc. Chẳng hạn như bệnh nhân bị hội chứng thận hư sang trung tối thiểu thì theo lẽ là nặng hay nhẹ? Nhẹ. Tuy nhiên bệnh nhân không có điều trị, bệnh nhân bị rơi vào biến chứng vi mô tế bào, gặp bác sĩ cũng dở quá cũng không có biết được thôi là nhẹ nhẹ cho kháng sinh uống thông thường thôi, bệnh nhân sẽ sống chỉ còn bệnh nhân tử vong. Trong khi đáng lẽ ra cái bệnh thận nó có chết không? Không sao cả, hoặc là một số bệnh nhân bị biến chứng tắc mạch, rất là nhiều trường hợp cũng vô bệnh viện đẩy thì tắc mạch và tắc động mạch á, là cái bệnh nhân bị cơ cái chân luôn, nó là nặng do cái biến chứng. Nó còn nặng do cái tác dụng phụ của thuốc, mình biết là bệnh này là bệnh miễn dịch, tức là hình thành của cơ thể nguyên kháng thể. Về cái điều trị chủ yếu là dùng thuốc ức chế miễn dịch. Thì cái thuốc ức chế miễn dịch mai mốt mới sẽ học, nhưng mà nó có rất nhiều tác dụng phụ, có những cái thuốc nó làm giảm bạch cầu, giảm bạch cầu đến nỗi mà không còn con nào luôn thì là bạch cầu không luôn. Nếu nghĩ coi nếu mà bạch cầu còn không thì cơ thể mình coi như là vườn không nhà trống, xin mời đi dùng nào cứ tự do luôn ha, thì cũng đáng kể. Ví dụ như bị sang sinh tối thiểu hoặc là thậm chí sơ giai đoạn thận không đúng từng tuần ha, nhưng mà thì có thể nó nặng đó, nhưng mà nếu mà suy thận thì bệnh nhân cũng không có chết. Suy thận bệnh nhân chạy thận nhân tạo không chết, bệnh nhân chạy thận nhân tạo 50 năm cũng được không chết. Nếu mà nếu mà dùng thuốc mà không có theo dõi bệnh nhân và cầu không ha, bệnh nhân nào nhiều khi chưa có vô suy thận, có bị bệnh nào chưa vô suy thận, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng bệnh nhân chết. Thành ra nó tin lượng bé thấy nó đôi khi nó tác dụng phụ của thuốc và cái điều trị nó sẽ làm cái nghệ thuật mình phải cân bằng giữa cái tác dụng điều trị của thuốc và cái tác dụng phụ gây ra, làm sao cho bệnh nhân khỏi bệnh,
không bị suy thận mà lại bị tác dụng phụ nhất. Thì tất cả biến chứng hơn là biểu hiện thường gặp của bệnh cầu thận và việc điều trị chủ yếu dựa vào chẩn đoán chính xác tổn thương, loại trừ nguyên nhân thứ phát, chọn lựa phác đồ điều trị thích hợp và để theo dõi và đánh giá tác dụng phụ, đánh giá đáp ứng điều trị thích hợp với điều trị triệu chứng và biến chứng. Vậy là hết rồi nha, mình học thứ ba là mình học về bệnh học, 21 lên 6 mình mới học điều trị như thế nào.